tôi là Dân. Tôi là nhân viên sale của Coca-Cola. Mỗi ngày đối với tôi không chỉ là một ngày đi làm, mà là cả một ngày để được lắng nghe những câu chuyện. Mà câu chuyện tôi nhớ nhất là của cô và chú. Cô và chú là người Hà Nội. Hồi đó, chú là công nhân cơ khí làm ở xí nghiệp. Cô là một cô hàng nước nhỏ xinh, hiền lành và ít nói. Cô có một người cậu, và nhờ người cậu này mà chú gặp được cô. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, chú đã có cảm tình với người con gái ấy. Người ta gọi đó là tình yêu sét đánh. Và cứ thế, ngày nào chú cũng đến quán nước của cô, lúc thì món này, lúc thì món kia. Hỏi ra thì chú mới nói, chủ yếu là để gặp bả, chứ chú đâu có thích ăn uống gì đâu. Hồi đó, cậu của cô cũng hay trêu chú, mày có muốn lấy cháu tao không? Chú nhìn cô, rồi cười cười và nói, lấy thì lấy. Và cứ thế, sau 7 năm yêu nhau, cô và chú đã chính thức nên duyên vợ chồng. Đó là ngày đầu tháng Giêng năm 1989. Trời thì rét, hai họ rước dâu bằng xe đạp. Chú nói, lạnh đây, cực đấy, nhưng vui khôn tả. Khi ấy còn khó khăn, đám cưới cũng rất đơn giản nhưng vô cùng ấm áp. Và sau bao nhiêu năm khó khăn trong những ngày đầu lập nghiệp ở Sài Gòn, kết quả của tình yêu ấy là một gia đình hạnh phúc và viên mãn. Biết bao nhiêu khó khăn, vất vả, chìm nổi, thăng trầm, họ vẫn luôn bên nhau, cùng nhau nhìn về một hướng, cùng nhau bước trên một con đường, vẫn nắm chặt tay nhau, vượt qua mọi thử thách. Và cái câu chuyện mà quý vị vừa theo dõi trong phóng sự vừa rồi được do anh Dân, một thành viên của đại gia đình Coca-Cola, chúng tôi kể lại được. Có thể ở đây có rất nhiều những câu chuyện giống như câu chuyện của chú tiệm cô Sáng trong suốt 28 năm qua, gắn bó với hành trình và gắn bó với đại gia đình của Coca-Cola. Nhưng chúng tôi lại chọn một câu chuyện tiêu biểu ngay ngày hôm nay để cùng kể cho quý vị nghe, viết tiếp về hành trình của cô chú. Vâng ạ, và chúng ta sẽ cùng chào đón một trong những khách hàng thân thiết lâu năm của đại gia đình Coca-Cola. Không biết là cô Sáng và chú tiệm đang ở đâu ạ? Chúng cháu xin được hỏi là cô chú đang ở đâu? Dạ, cho thấy đèn là sáng lên các bạn cô chú rồi. Chắc là anh sẽ đi xuống dưới Thúy Linh nhé. Cháu sẽ xin phép xuống dưới và mời cô Sáng với chú tiệm sẽ cùng bước lên sân khấu với chúng cháu ạ. Quý vị hãy cùng dành một tràng vỗ tay cho cặp đôi mà năm 2017 là năm đánh dấu mốc son 28 năm. Họ ước gạo thổi chung chung về một nhà, thưa quý vị. Và họ đang tay trong tay cùng với MC Hồng Phúc đến với sân khấu của chúng ta buổi tối ngày hôm nay. Thật tuyệt vời. Dành cho những tràng vỗ tay lớn hơn được không thưa quý vị ơi? Rất là rung ạ. Lúc này thì cháu xin được nói rằng là cô dâu chú rể đang tiến về sân khấu của chúng ta. Thưa quý vị, năm 2017 này là cũng là năm kỷ niệm 28 năm ngày cưới của chú tiệm và cô Sáng. Và bây giờ thì xin quý vị hãy dành cho tràng vỗ tay thật là lớn nữa cho cái câu chuyện mà Phúc và Phí Lê sẽ tiếp tục kể cho quý vị nghe ngày hôm nay trong đại gia đình Coca-Cola của chúng ta. Thưa quý vị, một tràng vỗ tay nữa thưa quý vị. Rất là đặc biệt khi mà trong bữa cơm thân mật của đại gia đình Coca-Cola, anh Phúc và Linh có cơ hội được mời cô chú lên đây để cùng trò chuyện một chút. Trước hết thì cháu xin mời cô chú hãy tự giới thiệu về mình để cho tất cả đại gia đình của chúng ta được biết một lần nữa. Tôi trước tiên là xin cảm ơn và chúc sức khỏe tất cả đại gia đình Coca-Cola. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Tiệm, quê ngoài Thái Bình. Thì nay đã vào trong miền Nam lập nghiệp và hiện nay đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng, chú tiệm quê ở Thế Bình, con mời cô Sáng ạ. Rất cảm ơn chương trình Coca-Cola đã dành cho vợ chồng chúng tôi một cái niềm vinh dự nhất. Tôi rất trân trọng, cảm ơn. Dạ vâng. Lời chào đầu tiên hơi run một tí xíu, nhưng mà nếu như quý vị vỗ tay nữa thì chú tiệm với cô Sáng sẽ lấy lại bình tĩnh được hơn. Lúc này là cô chú rất là xung động và đang có nhiều cảm xúc dâng trào. Câu hỏi đầu tiên đi Phí Linh. Vâng ạ, 28 năm tình yêu của cô chú đọng lại bằng một bức ảnh mà chúng cháu nhìn thấy ở trên màn hình vừa rồi. Đây, bức ảnh năm 1989, cách đây 28 năm, quý vị nhìn rõ không ạ? Cô dâu của chúng ta không mặc áo cô dâu,
không mặc váy cưới mà là mặc một chiếc áo sơ mi giản dị như vậy thôi. Cháu không biết là ngày xưa thì cái thách lễ của nhà mình đối với nhà trai thì có nhiều không ạ? Bây giờ thì người ta sẽ phải mang đến nhà gái các cái sính vật này như là vàng bạc trang sức này hay là những cái món tiền chẳng hạn, thì không biết là ngày đấy chú sang bên nhà hỏi cô thì chú mang gì ạ? Thực ra mà nói là khi đó là vùng quê nông thôn nó nghèo lắm. Tình yêu thì nó là rất là chân thật. Nên trong cái lễ cưới thì thực ra là vùng quê tôi không có thách cưới. Thế chỉ đến với nhau bằng tinh thần, về tình cảm. Thế rồi mang đến với nhau những gọi là gói kẹo, ấm trà, nói thuốc thôi chứ cũng không có những cái gì gọi là lớn lao. Rồi. Yeah. Vâng ạ, cô Sáng có nhớ không ạ? Chú mang gì sang để hỏi xin với cô? Bánh gì mà mang kẹo gì ạ? Con còn nhớ cụ thể ạ? Nói chú cũng như chú nói thôi, không có gì cả. Không có gì cả. Lúc đó là cô Tiệm và chú Sáng rất là khó khăn thưa quý vị, và đám cưới thì rất là đơn sơ. Bây giờ thì chúng cháu thấy rằng là ngay bản thân cháu dù lấy vợ cũng phải có xe thật là đẹp. Thậm chí có nhiều đôi trẻ thì là đám cưới trực thăng đưa rước dâu hoặc là du thuyền rất nhiều thứ. Thì cháu xin được hỏi là cái hồi đấy thì chú đã rước dâu đón cô về bằng cái phương tiện gì? Cô còn nhớ không ạ? Xe đạp Phượng Hoàng. Bằng xe đạp Phượng Hoàng. Xe đạp Phượng Hoàng ạ? Của, của cô hay là của chú ạ? Của cô. Của cô. Tức là lấy xe đạp của vợ mà lấy rước dâu luôn hả chú? Lúc đấy là đúng chỉ rồi, có một chiếc xe đạp Phượng Hoàng. Trời ơi, chắc là phải yêu lắm thì mới chấp nhận người đàn ông này. Bây giờ là người ta mang cả ô tô, mang cả nhà ra cược mà chưa chắc đã được. Mà còn ngày không đấy, lấy. Đúng rồi, ngày đấy cô có xe Phượng Hoàng là cô đưa cho chú để chú rước cô về luôn. Hay. Và cho cháu hỏi đấy có phải là cái tài sản mà quý giá và duy nhất của cô chú không ạ? Đúng rồi, đúng đấy. Chính xác là như thế đúng không ạ? Đấy là cái phương tiện rước dâu và cũng là cái tài sản quý giá nhất mà chú Tiệm và cô Sáng có được từ lúc mà kết hôn với nhau. Một khoảng thời gian rất là dài. Bây giờ thì cuộc sống của mình như thế nào rồi cô chú? Cuộc sống của cô chú bây giờ rất ổn định. Nói chung là không có gì cả. Bây giờ thì cuộc sống đỡ hơn rất là nhiều đúng không ạ? Khấm khá hơn ngày xưa. Cho cháu hỏi một câu này. 28 năm thể nào cũng có những lúc mà canh không lành, cơm không ngọt. Câu chuyện này là của tất cả các gia đình. Không biết là cô chú có lúc nào mà nghĩ là ô, mình không chịu được cái bà này nữa. Chắc là mình thôi hay là như thế nào. Hay là mình tơ tưởng hay là mình có nghĩ đến một người phụ nữ khác không chú? Cái đó thì thực sự mà nói trong cuộc sống gia đình thì phải có va chạm. Không thể tránh khỏi được, có phải không ạ? Nhưng mà thực sự ra mà nói thì để mà có một cái dòng suy nghĩ khác thì chắc là không bao giờ có. Đó là một cái hạnh phúc để dành lại cho con cái. Thì mình không bao giờ có những cái suy nghĩ đó. Lúc nào cũng chăm lo đến vợ con thôi. Chú nói có chuẩn không cô? Quý vị dành một tràng vỗ tay cho người đàn ông chân chính của chúng ta trên sân khấu này ạ. Cô thì chỉ biết là cũng đúng và không. Chú Tiệm thì chia sẻ là cô Sáng là con của một nhà giáo. Ngày xưa thì nhà rất là nghèo nhưng được biết là cô rất là ngoan hiền và chú yêu cô. Không biết vì lẽ gì nhưng mà chỉ nhìn cô thôi là yêu rồi. Lúc nào cũng đi ngang thật ngang cái quán chè cô bán, quán nước của cô á, uống một ly trà và cứ thế ngồi và nhìn cô và không nói gì cả, giống như bây giờ trên sân khấu. Và chú nói là cứ thế mà yêu. Hồi nãy trước khi bắt đầu thì cũng chia sẻ với ông Phúc và Thúy Linh là cô chú cũng không nói được nhiều đâu, cho nên tụi cháu yên tâm đi là cô chú cũng chỉ nhìn nhau như 28 năm về trước. Mặc dù năm nay là kỷ niệm 28 năm ngày cưới của cô chú. Bây giờ thì chúng cháu sẽ phá tan bầu không khí. Chúng cháu sẽ cho cô chú chơi một trò chơi nhỏ nhỏ như thế này. Chỉ cần cô chú giơ tay ra làm dấu hiệu bao nhiêu con số thôi, không cần nói, tại vì cô chú là cũng nói là sẽ có nhiều cái cảm xúc không nói được nhiều. Nếu cô chú thấy bao nhiêu thì cô chú giơ ngón tay ra cùng với cho tụi cháu biết nhé. Cô chú đồng ý không ạ? Tụi cháu chỉ nói bằng con số thôi. Vâng ạ. Dạ, vâng. Và cái điều quan trọng của trò chơi này là cô chú phải quay lưng lại vào nhau ạ. Dạ. Cô chú quay lưng vào nhau ạ. Để không nhìn nhé, giơ tay ra đằng trước như thế này. Thí dụ như cháu nói 5 thì cứ giơ 5 ngón tay là 5 số để theo cùng nhau hay không. 28 năm rồi thì cháu nghĩ là đáp án của hai cô chú sẽ đúng. Cô chú đã sẵn sàng chưa? Cô Sáng sẵn sàng chưa? Rồi. Cô cười là cô sẵn sàng rồi, con vâng biết. Ạ. Dạ. Cô Sáng và chú Tiệm lúc nào cũng nói là hiểu nhau tất cả mọi điều. Vâng. Không có cái gì mâu thuẫn cả. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thử kiểm tra xem. Câu hỏi đầu tiên cho cô Tiệm và chú Tiệm và cô Sáng như sau. Trước khi đến cầu hôn và lấy cô Sáng thì chú Tiệm đã có bao nhiêu người yêu? Giơ tay lên ạ. Bao nhiêu ạ?
Rồi, cô. Cô bao nhiêu ạ? Cô giơ lại đi ạ. Rồi, cô chú giơ lại. Giơ lại, cô giơ lên luôn lại, cô giơ lên luôn ạ. Dạ rồi. Chú thì chú nói là chú có tới 10 người nhưng mà cô nói cô chỉ có một người thôi. Dạ. À, đáp án của cháu là chú giơ lên hai ngón và cô giơ lên một ngón. Vâng ạ. Dạ. Thế thì còn cái người còn lại là tối ngày hôm nay là chú phải kể với cô đúng không ạ? Và cô Tha, cái người còn lại là cô Tha, cô chỉ lấy tính một người thôi. Cái người kia là chắc là đi ngang qua tiệm của chú. Cho nên là thôi cô bỏ qua. Câu hỏi thứ hai thì Linh. Câu hỏi thứ hai là câu hỏi mà Linh nghĩ là chị em phụ nữ ai cũng lãng mạn, cũng muốn mong nhận được những đóa hoa. À, cho chúng cháu được hỏi là trong suốt 28 năm hôn nhân và kể cả từ lúc mà yêu nhau đi, thì chú đã tặng hoa cô bao nhiêu lần? Một, cô giơ tay, hai, ba, giơ số ạ. Cô giơ tay. Rồi, cô giơ tay. Dạ. Cô nói là không có cái nào hết. Cô nói không có cái nào mà chú dơ quá trời. Cô ơi cô. Cô nhớ lại, cô nhớ lại nhá. Cô bình tĩnh. Cô có muốn dơ lại không ạ? Cô sao ạ? Cô không, cô vẫn nói là không. Vâng ạ. Thì chú ơi, cái hoa đó chú tặng cho ai chú? Cái hoa mà chú vừa dơ lên chú tặng cho ai? Chắc là cô không nhớ thôi. Dạ, thì chú kể đi. Chú kể lại đúng không ạ? Dạ. Tôi tặng hoa đúng ngày cưới. À. Đấy là đóa hoa cưới. Đóa hoa cưới. Hoa cưới còn bằng chứng. Đây, còn bằng chứng cái tấm hình này. Nhưng cái hoa đấy cô không tính. Cô chỉ tính cái hoa nào mà tặng từ sau ngày cưới đi thì không có cái nào hết. Vì là cô nói là rất là khó khăn, đúng không cô ạ? Nhiều khi ăn còn không có tới đâu mà tặng hoa. Dạ rồi, con cảm ơn cô chú. Và bây giờ, câu hỏi cuối cùng. Cô và chú gắn bó với Coca-Cola được bao nhiêu năm ạ? Bao nhiêu năm ạ? Bao nhiêu ạ? 11 năm rồi. Chú ạ? 11 năm rồi. Dạ. Vâng. Cái câu này thì nó nhiều hơn cả một hai bàn tay. Cho nên là không thể giơ tay được. Con mời cô chú quay lại. Con mời cô chú quay lại. Thưa quý vị, một cái trò chơi nho nhỏ thôi để thấy rằng là những cái món quà tặng nhau, những cái gì về tình yêu, về những cái gì mà nó xa xỉ về tình yêu như những đôi lứa khác thì cô chú không hề nhớ. Nhưng mà cái chung thủy và gắn bó với Coca-Cola thì cô chú nhớ rất là rõ, đó là 11 năm. Và chỉ có cái sự gắn bó rõ như thế thì ngày hôm nay đại gia đình Coca-Cola sẽ có một món quà đặc biệt dành cho cô chú nhân kỷ niệm 28 năm ngày cưới của các cô chú. Vâng. Chúng con xin mời cô chú hãy cùng hướng về phía cuối khán phòng để chào đón món quà đặc biệt này. Và chúng tôi cũng mong tất cả quý vị khán giả hãy ngồi ở phía dưới kia và chúc phúc cho cô chú nhân dịp kỷ niệm 28 năm ngày cưới rất là trọng đại ngày hôm nay. Xin mời. Anh xin đưa em về dạ. Quê hương yêu dấu. Wow. Anh xin đưa em về quê hương tuyệt trần. Thưa cô chú, đó là một lễ cưới thật là tuyệt vời. Một lễ cưới mà khi mà cô chú lấy nhau là rất đơn sơ đơn giản, chỉ có vài họ hàng bà con đến dự và hầu như không có gì. Thì ngày hôm nay đại gia đình Coca-Cola đã tái hiện một lễ cưới thật là đẹp để dành kỷ niệm cho ngày 28 năm ngày cưới của chú Tiệm và cô Sáng trong ngày hôm nay. Thưa cô chú, xin chào mừng đại diện hai họ nhà trai nhà gái có mặt tại đây hôm nay. Của gia đình nhà trai là ông Tôn Thất Đề, giám đốc thương mại toàn quốc của em thấy không em quê hương ta ơi, quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Và đại diện nhà gái là bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm, giám đốc kinh doanh toàn quốc của Coca-Cola Việt Nam. Kính thưa quý vị, chia sẻ với tất cả chúng tôi trong ngày cưới, ngoài tấm ảnh này ra, ngoài một vài mâm tiệc và họ hàng đến tham dự thì không có gì cả, bởi vì cô chú rất là khó khăn và đến cả cái chiếc nhẫn cưới cô chú cũng không có ạ. Thưa quý vị, chiếc nhẫn cưới là một chứng nhân tình yêu vĩnh cửu và đánh dấu cho một bước ngoặt lớn khi hai trái tim về chung một nhà. Và chính vì vậy mà điều bất ngờ mà Coca-Cola dành tặng cho cô chú nhân dịp kỷ niệm 28 năm ngày cưới chính là một cặp nhẫn cưới, thưa tất cả quý vị, dành cho tình yêu mãi bền chặt của cô chú. Và chúng tôi xin được mời bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm, giám đốc kinh doanh toàn quốc của Coca-Cola, sẽ dành phần này đến cho cô chú. Và xin mời cô chú hãy thực hiện nghi thức trao nhẫn ạ. Chú sẽ trao cho cô trước và cô sẽ trao cho chú. Thưa quý vị, đúng 28 năm sau, đúng kỷ niệm ngày cưới của họ thì ngày hôm nay đại gia đình Coca-Cola đã thực hiện cái ước nguyện của cô chú là có một cặp nhẫn cưới cho mình trong cái ngày tuyệt đẹp ngày hôm nay. Họ đã cùng nhau trao nghi thức nhẫn cưới trong kỷ niệm 28 năm ngày cưới của chú Tiệm và cô Sáng. Em đưa anh đi về, tình quê hương mặn nồng.
đồng xanh như gái chưa có lúa nhung. Chúc mừng cô chú. Chào mừng cho chú. Và sau khi chào xong thì chú rể sẽ làm gì cô dâu ạ? Em thấy cùng em. Rất tuyệt vời. Và đây sẽ là món quà tiếp theo. Bó hoa lần thứ hai trong cuộc đời mà có lẽ là đóa hồng đầu tiên đến cho cặp đôi uyên ương này 28 năm rồi. Và đây là bó hoa tình yêu đầu tiên ạ, dành cho nhau thưa quý vị. Lại một nụ hôn nữa chú ơi, chú tặng nốt một nụ cho thành đủ ba nụ đi chú. Một nụ hôn cho cô đi ạ. Dạ vâng. Một tràng pháo tay nữa cho chú rể Tiệu và cô dâu Sáng thưa quý vị, trong kỷ niệm 28 năm ngày cưới ngày hôm nay cùng với đại gia đình Coca-Cola. Và chúng tôi xin mời đại diện gia đình hai họ cùng chụp hình lưu niệm cùng với cô dâu chú rể. Và đặc biệt là chúng ta sẽ cùng khui lon Coca-Cola để chúc mừng cho ngày vui hôm nay. Quý vị ở phía dưới, quý vị cầm những lon Coca-Cola của mình lên được không ạ? Những đồ uống của quý vị đâu rồi ạ? Chúng ta sẽ nói câu trăm năm hạnh phúc thưa nha quý vị nha. Vô, vô và trăm năm hạnh phúc thưa quý vị. Một, hai, ba. Vô, hai, ba. Vô, hai, ba. Trăm năm hạnh phúc. Chúc mừng chú, cô chú ạ. Chúc mừng cả gia đình Coca-Cola.